Theo một số nguồn tin, huấn luyện viên Park Hang-seo đang là một trong những ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2024 sắp tới. Hồi tháng trước, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chia tay huấn luyện viên Kim Pan-won và đang gấp rút tìm một người thay thế xứng đáng. Trong số các ứng cử viên, ông Park là người mà Liên đoàn bóng đá nước này muốn đưa về làm việc nhất. Sau nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có rất nhiều kinh nghiệm với nền bóng đá các nước trong khu vực Đông Nam Á, thể hiện được tài cầm quân của mình với rất nhiều thành công cùng các đội tuyển của chúng ta. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn làm một số công việc liên quan tới bóng đá, nhưng chưa dẫn dắt thêm bất kỳ đội bóng nào.